nó rất nhiều và nó thỏa mãn rất nhiều ở cái tầng thấp cho nên cứ khoái rung đùi ôi cần gì phải thay đổi ôi cần gì mới mình vẫn đủ cơm ba bữa ôi im lặng là vàng ôi là phải là gì tĩnh lặng ơ okay. thật đúng kinh khủng rồi học những cái thói những cái suy nghĩ là gì phải vô ngã thật khủng khiếp bông hoa phải gọi tên được nó bạn phải gọi tên được nó bạn là gì giá trị của bạn là gì vô ngã là vô ngã thế nào im lặng là vàng là thế nào ai dạy bạn những cái thứ như vậy trong đợt cuộc đời Trước khi bạn đi vào chùa biệt xứ ẩn đi. Đến Tây Tạng ngồi trong hang động một mình đi. Còn bạn đã ra ngoài đời bạn làm việc, bạn lao động. Bạn không thể như vậy được. Có đúng không? Chào mừng các bạn đã quay trở lại chuyên đề lãnh đạo khai phóng trên kênh Leader Talk. Tôi là Nguyễn Chí Quý host của chương trình và tôi rất là cảm ơn sự đồng hành của AB Academy Viện nghiên cứu phát triển kinh tế Châu Á Thái Bình Dương nơi nghiên cứu và chuyển giao những chương trình đào tạo cao cấp dành cho các chủ doanh nghiệp và cũng như thường lệ xin chào mừng sự trở lại của thầy Nguyễn Tất Thịnh em chào thầy xin chào bạn chào AB Academy dạ vâng ạ Viện nghiên cứu phát triển kinh tế Châu Á Thái Bình Dương AB Academy mang sứ mệnh chuyển giao tri thức tập trung các hoạt động về giáo dục đào tạo huấn luyện cho giới doanh nhân, doanh nghiệp tại Việt Nam. Đội ngũ giảng sư và chuyên gia dày dặn kinh nghiệm với hơn 15 năm tư vấn, cố vấn trực tiếp và đào tạo hàng trăm nghìn doanh nhân trên cả nước. Nếu các chủ doanh nghiệp vẫn đang đặt ra câu hỏi làm thế nào để phát triển thương hiệu, làm thế nào thúc đẩy doanh thu, hãy đăng ký ngay với AB Academy qua liên kết trong phần mô tả để tiếp thu tinh hoa tri thức ngay hôm nay. AB Academy chính học. Hôm nay chúng ta đến một cái chủ đề mới, chuyên đề mới, chủ đề mới đó là phương pháp hay là tư duy sáng tạo trong kinh doanh thì câu hỏi đầu tiên em muốn đặt ra cho thầy đó là tư duy sáng tạo là như thế nào thế nào là tư duy sáng tạo vâng với con người thì suy nghĩ và pascal nói là cây sậy biết suy nghĩ descartes nói là gì tôi tư duy là tôi tồn tại và cái tồn tại trên cơ sở của tư duy chính là từ tại kiểu cách phương thức của con người và các bác có nói một cái câu rất là chi lý lao động là sáng tạo nên con người vậy thì cái tư duy và cái lao động ấy, nó là hai cái nhị nguyên của cái việc tạo ra những cái tính mới cái hơn trước cái hữu ích cái phát triển và nó xuyên suốt trong lịch sử của con người đấy là sáng tạo và cái từ tiếng anh là creation create là sáng tạo nhưng creator là đứng sáng tạo thì chúng ta hiểu rộng nó ra là nhờ cái sáng tạo của con người đi đến một cái nguyên khởi và bao trùm vĩ đại của đấng tạo hóa creator và cái nghĩa creation nó là sáng tạo và chỉ có con người mới làm được như vậy và vì vậy con người là một cái bản thể nào đó sinh ra bởi đấng toàn năng đấng sáng tạo và luôn luôn chăn trở về những bản thể của mình thế giới quan vũ trụ quan và sự chăn trở đó không chỉ là phát triển cái trí óc của con người và thông qua lao động thì con người đi đến một cái việc là chúng ta làm ra cái gì? Chúng ta nghĩ được cái gì? Và nó quay trở lại phục vụ cái thực tiễn lao động của con người. Cho nên là không tư duy thì không thể sáng tạo. <laughs> Mà không lao động thì không thể sáng tạo. Hai cái điều này nó là một cái nhị nguyên. Nó cuốn quyết với nhau cho nên tôi thưa với bạn rằng là gì cái người mà lao động mà không tư duy có đấy vì vậy hàng trăm hàng nghìn năm bao nhiêu các thế hệ nó không tạo ra cái gì mới và nó quanh quẩn ở cái kinh nghiệm và cái làm việc cái kiểu bản năng và có thể chúng ta nhìn trong lịch sử rất nhiều các bộ tộc bộ lạc rồi những cộng đồng hàng trăm nghìn năm vẫn quanh quẩn một cái gì đó rất thô sơ như cái cầy bừa chìa vôi cái gì đó, cái cối say bằng cái sức người. Thế đấy cũng là một cái sản phẩm, một vật dụng phục vụ lao động và cũng là một kết quả của tư duy. Nhưng một cái tư duy và lao động luôn luôn đứng trước một cái tự chăn trở một cái câu hỏi và một cái thực tiễn đi vào hiện thực làm cái gì, nghĩ cái gì để nó hơn trước. Hơn ở đây là tính kinh tế, hơn ở đây là tính hiệu năng, hơn ở đây là hiệu suất, hơn ở đây là gì năng suất, hơn ở đây là về cái tính dụng của nó. Và điều đó tôi đã nói với bạn rằng nó là trong cái quy luật phủ định của phủ định. Cái mới hơn có cái tính năng hơn, ưu trội hơn nó sẽ đi phủ định cái cũ và chúng ta có rất nhiều các ví dụ trong cái thực tiễn kinh doanh mà đã nói chuyện rất là nhiều rồi cứ ai cũng biết đó là facebook nó nó phủ định những cái cũ rồi google nó phủ định yahoo chẳng hạn rồi cái iphone nó phủ định những cái motorola blackberry kể như vậy kể cả cái gì đó trong quá khứ đã từng rất tốt như vậy đấy là bản chất của cái sáng tạo và nó vĩ đại ở cái chỗ là nó đi về cái cội nguồn và một tính phổ quát rất lớn của đấng tạo hóa. Khi gieo khắp trong vũ trụ này, cuộc sống này, nhân gian này những cái quy luật. Và điều đó nó nói ngay ra một cái điều rằng để sáng tạo thì anh phải hiểu một cái gì nó rất bao trùm. Nó rất phổ quát nó mang tính chất là vĩnh hằng thì đấy là các quy luật phải không bởi vì chúng ta dù khoa học hay đạo giáo chúng ta đều đi đến một cái kết luận thừa nhận rằng là đấng toàn năng đấng tạo hóa là tạo ra các quy luật và trong các quy luật đó muôn vạn vật sự vật nó vận hành thế cho nên lại đi đến cái điều thứ ba là con người phải học để hiểu nắm vững được các quy luật cho nên cái chất lượng của tư duy lao động ấy, nó dựa trên một cái điều vô cùng quan trọng với con người là sự học và tập tập có nghĩa là thể hiện cái điều mình học nhuần nhuyễn cái điều mình học và thông qua cái thực tế học là một sự tiếp thu và học bao giờ nó cũng phải là hiểu biết từ những cái quy luật và thật ra trong vũ trụ trong cuộc sống ấy, không nhiều quy luật lắm giống như ngón tay của chúng ta có năm thôi nhưng mà chúng ta cũng rất là linh hoạt ứng xử cầm nắm được vạn vật khi chúng ta muốn rồi tiền đề Euclid có năm thôi rồi cơ học cổ điển của Newton có năm thôi mà chúng ta đã từ học cho phổ thông rất nhiều cái như vậy thật sự đấy là các quy luật và chúng ta có thể nói bằng cái từ khác đó là các nguyên lý tức là cái lý khởi nguồn lý gốc, lý phổ quát và từ đó chúng ta mới đi đến được những kiến giải. Tại sao như thế nào? Và đó là hai câu hỏi rất lớn trong suy tư của con người. Cho nên tôi thấy là rất là kỳ khôi khi rất nhiều người nói về sáng tạo. Rất nhiều người đề cập và thực hành cái điều đó nhưng mà khi cái chủ đề này của chúng ta chúng ta phải bàn đến cái chuyện căn cốt như vậy để rộng đường cho các bạn nghe ứng dụng vào cái thực tế môn hình môn vẻ của mình trước mặt tôi và bạn đây có một bông hoa một lọ hoa hiển nhiên là hoa là một sản phẩm của thiên nhiên và phải tuân theo các quy luật của xuân hạ thu đông mùa nào tiết nấy rồi theo các quy luật của vạn vật hấp dẫn theo quy luật của gió mây mưa bão ánh sáng đất không khí và nó thành một cái sản phẩm của thiên nhiên là một bông hoa nhưng đến tay chúng ta chúng ta phải tạo tính hơn cho nó ví dụ hơn về thẩm mỹ hơn về cái tính phù hợp trong đối tượng sử dụng khác nhau hơn về cái sự tiếp cận không gian này nhà này thì nên như thế nào với cái loại hoa như vậy rồi hơn về cái tính kinh tế làm sao để một người bình thường vẫn có thể sử dụng và mua được nó tất cả những tính hơn như thế đều là phát xuất từ một cái chất lượng trình độ vừa rộng vừa sâu vừa cao của tư duy và anh phải lao động không tự nhiên có một cái, cái lọ hoa này được không tự nhiên có cái cây hoa được theo cái cách của con người và trụ cột của nó là một sự học tập vâng. À, như em hiểu à, những thầy ý thầy vừa nói đó là chúng ta phải tư duy chúng ta mới có sáng tạo. Tôi nói là để sáng tạo thì nó dựa trên cái điều thứ nhất là tư duy, cái thứ hai là lao động và cái trụ cột của nó là học tập với tư cách con người. Thế thì chúng ta phải tư duy như thế nào thì chúng ta mới tạo ra được cái mới? Bản chất chúng ta có cái đầu là chúng ta phải suy nghĩ rồi, phải tư duy rồi. Thế tư duy là cái cách từ hán việt của từ suy nghĩ nhưng mà kỳ tình cái hàm nội hàm của cái từ tư duy nó cao hơn cái từ suy nghĩ bạn suy nghĩ tôi suy nghĩ thậm chí có người đem về ngủ cũng suy nghĩ người nhiều tiền suy nghĩ kiểu nhiều tiền người không có tiền suy nghĩ kiểu nhiều tiền ông vua có cái suy nghĩ của ông vua người bình dân có cái suy nghĩ của người bình dân cái suy nghĩ đó nó có thể lan man có thể vãng lai có thể mơ hồ những cái tư duy tất nhiên về mặt gốc nghĩa nhé thì nó có thể giống nhau nhưng cách sử dụng nó đã bắt đầu khác nhau rồi tư duy là là có nghĩa là những cái suy nghĩ đó nó như là hình thành như là một cái tháp của cái chiều cao tầm vóc của cái tính định hướng của cái tính mục đích để làm gì vì cái gì cho cái gì nó thôi thúc bởi sự phát triển của con người ví dụ có nhiều người nghĩ là ta đi thế nào nhỉ cũng là một cách suy nghĩ những cái tư duy về đi như thế nào nó mang cái tính chất lao động nó mang tính chất học tập nó mang tính chất của là gì ở chiều cao của cái suy nghĩ thì người ta phải trả lời nó đi bằng ô tô đi bằng máy bay đi bằng những cái cách thức khác nhau và nó gắn với cái tính kinh tế nó gắn với cái tính hiệu quả nó gắn với cái sự khôn ngoan thì tôi phải giải thích lại cẩn thận như vậy là của cái tư duy thế làm thế nào để có tư duy thì xin thưa tôi vừa nói với bạn đấy thôi về lao động phải học tập bản thân cái điều đó nó quay trở lại nó thôi thúc người ta và lao động thì hiển nhiên là ai cũng muốn được có kết quả hiển nhiên ai cũng muốn hơn hiển nhiên ai cũng muốn là có tính kế hiển nhiên ai cũng tính mức hiệu quả hiển nhiên là người ta muốn là gì ít sức mà lại có thể là gì thu hoạch được nhiều chính những cái điều đó cái tính mục đích ấy, cái tính gọi là mong muốn hơn trước của con người nó chính là một cái động lực rất rất quan trọng của tư duy còn nếu không lao động thì người ta nghĩ lung tung thôi, vỡ vẩn thôi mơ hồ vãng lai và anh không có học thì anh tư duy làm sao để cái tư duy đó nó trở thành một cái sự ứng dụng cao trong cái quá trình lao động nó thôi thúc nó phát triển cái con người tôi vừa mới nói đấy các quy luật nó diễn ra xung quanh chúng ta nhưng chúng tôi phải học mới nhận ra được nó chứ có đúng không cho nên khi tôi nói rằng là gì là cái lao động phải không ạ, cái học tập nó quay trở lại nó tác động lên cái mong muốn tư duy của con người theo cái chiều đỉnh tháp và nhờ tư duy thì nó lại quay trở lại là làm lao động tốt hơn nhờ cái việc học tập của chúng ta tốt hơn trước Tóm lại là tất cả những cái gì mong muốn hơn trước Có tính mục đích Có cái tính cải thiện đời sống của con người Và cái trình độ của cộng đồng của nhân loại Vâng Thế đấy thì vẫn có những cái người mà người ta có có cái mong muốn như vậy Người ta cũng học, người ta cũng lao động Nhưng tại sao người ta không thể sáng tạo hay là ra cái những cái mới <laughs> Hay nhỉ Bạn hỏi oái không? Rất nhiều người như vậy Nhưng nó rất nhiều người như vậy Cũng học tập cũng lao động và cũng tư duy nhưng lại không ra cái mới hay cho nên ở đây nó có cái tính vừa rồi tôi nói cái từ động lực giống như bạn đi ô tô ô tô nó phải có động lực người nó gặp cái hố nó gặp cái vách cao nó gặp cái thung lũng nó gặp cái vật cản nó phải cái động lực nó đủ mạnh để nó vượt qua nó nhưng cái động lực nó không đủ mạnh thì nó vẫn bị xa lầy thậm chí nó dừng tại chỗ và đi chết máy rất là mất động lực rồi oải rồi thất bại thế cho nên là quay trở lại rằng lao động ư tư duy ư học tập ư nhưng nó tôi vừa nói là phải thôi thúc của cái tính hơn của cái sự vượt trội của cái sự cải thiện trong chất lượng và trình độ và thực tiễn sống của con người và cái thôi thúc nó nó chưa đủ mạnh giống như ô tô nó không đủ năng lượng không đủ động cơ nó không qua được những cái những cái trở ngại lớn và người ta cam phận và đồng thời phải dừng tại đó và xin thưa với bạn rằng cái chăn trở cái gì như thế nào là gì nó lại quay trở lại đi vào cái học tập hơn lao động hơn và suy nghĩ về tính cải tiến cải thiện chứ nếu mà bằng lòng với hiện tại bằng lòng với quá khứ thì hiển nhiên cái điều đó nó lại không có động lực rồi và nó dừng lại ở cái vốn có của nó thôi hoặc quá khứ của nó thôi và có nghĩa là gì theo quy luật phủ định của phủ định nó bị đào thải cho nên là người ta nói rằng là anh nghĩ sâu nghĩ chuyên chú nghĩ có phương pháp nghĩ ra cái cách thức về một điều gì đó anh đang lao động trong thực tiễn thì thế nào anh cũng nghĩ ra được cái mới cái hay hơn trước cái ưu trội nhưng mà cái đó nó phải là một tính liên tục cái đó nó phải là một sự vươn cao và cái đó nó phải được là tạo động lực từ chính anh chứ không phải ai cho anh ai đẩy anh cái sáng tạo nó là một cái thuộc tính tự thân rất cao Hò hét nhà, nhà bảo các bạn phải sáng tạo đi Những cái tự thân người ta không có thì người ta cũng không thể sáng tạo được bởi vì làm sao cái sự trì trệ ở con người là một thực tiễn cái kinh nghiệm của con người là một thực tiễn cái tự bằng lòng của con người là một thực tiễn và cái tự kỷ của con người là một thực tiễn tất cả những cái thực tiễn nó là cản trở cái động lực đi đến cái mới đi đến cái tương lai tốt hơn đi đến cái cao hơn mạnh hơn đồng ý không ạ tôi ví dụ bạn cũng nghĩ làm thế nào để có tiền tôi cũng nghĩ làm thế nào để có tiền và bạn cũng học cái câu chuyện đó đọc sách nào đó đừng nghe giảng ở đâu đó và tôi cũng vậy lại còn một điều nữa trong cái câu trả lời ở đây là luôn luôn phải tìm cách ứng dụng về cái điều mà mình học mình suy nghĩ và cái ứng dụng đó nó phải đi đến một cái chất lượng trình độ của cái sự cải thiện tôi luôn nói với bạn từ nãy đến giờ nhấn mạnh lại hơn trước và điều đó nó như tự khẳng định bản thân chứ không chỉ là một cái thôi thúc của bên ngoài nhưng con người ta sinh ra là con người có một cái nhu cầu cực kỳ lớn là muốn thể hiện bản thân mình và cái thể hiện rất xứng đáng trong cái thực tiễn lao động là cái thể hiện bằng một phương pháp mới bằng một cách thức mới bằng một công cụ mới bằng một cách làm mới cho nên có cái câu rằng là bạn không thể đi đến cái mới khi bạn cứ dừng lại ở những cái cũ hoặc những phương pháp cũ những cái gì mà em đã trải qua hay là những cái gì mà em biết thì em thấy là động lực em rất là đồng ý với thầy là động lực nó rất là quan trọng tuy nhiên thì không phải lúc nào chúng ta cũng có động lực Thế thì thôi Thế thì theo thầy thì làm cách nào để chúng ta lúc nào cũng có động lực tại vì là động lực có hôm nay thì có thể có nhưng mà vì một cái vấn đề gì đó là bạn cứ đưa ra những cái giả định Nó đi ngược chiều cái sự tiến hóa tôi chỉ nói là có cây hoa thôi sáng nó phải hướng đến mặt trời một bông hoa 10 giờ nó phải có một cái nhu cầu nở vào xung quanh lúc 10 giờ. Nhưng bảo là một ngày nào đó nó không muốn nở nữa thì thôi. Vui dập nó đi. Bởi vì tôi vừa nói với bạn quy luật phủ định của phủ định rồi mà. Cái mới, cái ưu trội. Cái tiến bộ là nó sẽ phủ định những cái cũ, những cái nào không muốn thay đổi. Thế cho nên thực tế là có những người mà chẳng muốn thay đổi nữa thì tôi vừa nói rồi tự bằng lòng còn gì. Rồi không tự tin vào bản thân. Cũng không có một cái động lực nào mới. Còn cái động lực người ta nguội tàn thì có Có nhiều là đằng khác Thế thì không bàn đến chuyện đó Tôi với bạn nhất định phải bàn với nhau những cái gì đó hơn trước Bạn không nên đặt ra câu hỏi là có những người Người ta chẳng muốn thay đổi nữa Tôi với bạn bàn với nhau để chuyện đó làm gì Đầy rẫy rồi Ví dụ như bạn nói rằng là Người nghèo, rất nhiều người nghèo và khổ Người nghèo là gì không có việc làm Người nghèo đi cầu bơ cầu bất Rất nhiều, không nói chuyện đó Chỉ nói những chuyện tiến bộ thôi là người nghèo mà chăm chỉ cần cù phát triển thành người này người khác lập thân lập mệnh rất tuyệt vời trong đời như là một cái ngôi sao sáng trong xã hội như là một tấm gương cho người khác sao không nói đến chuyện đó nhỉ mất thì giờ đi nói chuyện thì những người mất động lực cái đấy là người chết và người chết về tâm hồn người chết về tư tưởng người chết trong suy nghĩ cho đến tôi vừa mới nói với bạn khi câu đầu tiên là tôi tư duy thì tôi tồn tại còn gì thế không tư duy và không gắn với lao động, không quán được tập Thì bạn bảo nó không có gì thay đổi Thì thôi, thị trường, cuộc sống sẽ gạt nó đi Vâng, em muốn đào sâu hơn một tí Đó là gì? À, động lực nó có tự nhiên có hay không? Hay động lực từ bên trong mình Điều đó gì, điều gì tạo nên cái động Mong muốn, khát vọng, hoài bão Và tự khẳng định mình hơn trước Bạn bây giờ tuổi, hơn 30 tuổi Với bạn khi mình 20 tuổi, 15 tuổi Rõ ràng bạn tự khẳng định bạn hơn trước và thời nào nó có cái giá trị của thời đó Bạn không thể ở cái tuổi 32, 33 này Bạn mang lòng với bạn khi tuổi 15, 20 được Tôi đồng ý là bạn có thể học trường đại học là dạng xuất sắc Nhưng bạn không thể mang cái xuất sắc của cách đây mười mấy năm Để bạn đi tiếp tục vào đời được Người ta không thể mang iPhone 10 xuất sắc Để tiếp tục là tồn tại với tư cách là của điện thoại iPhone, Apple được Phải mới hơn Và cái sự tồn tại theo nghĩa phát triển Đấy chính là động lực mà người ta phải tự trả lời điều này Không ai trả lời thay cả cho nên tôi nói có cái tính tự thân mà. Vì vậy Pascal nói tôi tư duy là tôi tồn tại. Mark nói là lao động sáng tạo nên con người. Bạn ngưng hai điều đó, không bàn nữa. Ai đi bàn về chuyện đó làm gì? Ở doanh nghiệp, ở các viện nghiên cứu người ta chỉ bàn ngày mai làm thế nào có iPhone 16, iPhone 17, iPhone 20. Làm thế nào để phủ sóng toàn cầu về wifi mà không cần những cái gói cước truyền thống. Làm thế nào để thay thế cái đèn dầu làm thế nào để không cần dùng bếp ga nữa? Làm thế nào để có bếp từ? Làm thế nào để có cái gì hơn bếp từ không? Làm thế nào cái đèn nó năng lượng ít, tiêu tốn ít tiền điện hàng tháng của các gia đình thôi. Tất cả những điều đó đấy là động lực. Những câu hỏi đó và tìm cách hiện thực nó từ bản thân mình. Còn bây giờ tự bằng lòng rồi tự gì thỏa mãn rồi lười biếng tôi với bạn mất thì giờ đấy nói chuyện đó làm gì hả bạn và tôi vì bạn phải nói cái đỉnh thấp đây này à. khổ một nỗi này những cái người mà đặt ra những câu hỏi như vậy nó rất nhiều và nó thỏa mãn rất nhiều ở cái tầng thấp cho nên cứ khoái rung đùi ôi cần gì phải thay đổi ôi cần gì mới mình vẫn đủ cơm ba bữa ôi im lặng là vàng ôi là phải là gì tĩnh lặng ok thật đúng kinh khủng rồi học những cái thói những cái suy nghĩ là gì phải vô ngã thật khủng khiếp Bông hoa phải gọi tên được nó Bạn phải gọi tên được nó Bạn là gì Giá trị của bạn là gì Vô ngã là vô ngã là thế nào Im lặng là vàng là thế nào Ai dạy bạn những cái thứ như vậy Trong đợt cuộc đời Chứ khi bạn đi vào chùa Biệt xứ ẩn đi Đến Tây Tạng ngồi trong hang động một mình đi Còn bạn đã ra ngoài đời Bạn làm việc Bạn lao động Bạn không thể như vậy được Có đúng không Một trong những cái tư duy sáng tạo Phải nó là cái là To be Hoa là gì Điện thoại là gì? Micro là gì? Marketing là gì? Tài chính là gì? Tài sản là gì? Kế toán là gì? Tiền là gì? Dòng vốn là gì? Là gì là gì? To be. I'm thinking. I'm to be. Tôi suy nghĩ tôi là. Vì vậy, cái đầu tiên của cái việc tư duy sáng tạo là bạn phải định nghĩa sự vật hiện tượng. Đó. Cái là. Bạn muốn sáng tạo cái bếp thì bạn phải định nghĩa được cái bếp bạn muốn cải thiện được cái áo dài bạn phải định nghĩa được cái áo dài nhiều người tôi hỏi áo dài là gì đang mặc đấy nhất không trả lời được luôn không trả lời được luôn vậy thì cái người đó một cái ngày nào đó ngồi ở tuyển vào cái công ty gọi là may mặc áo dài rồi bán áo dài sản xuất áo dài họ làm được cái gì nếu không phải là cái quá khứ của họ họ nghĩ cái gì cho cái mới không Họ có cái động lực gì để thể hiện bản thân không? Hay là chỉ nhận cái đồng lương gì? vừa đủ như thế để là mang về và tự hài lòng? Rồi là người ta được trả 10 triệu, người ta làm vừa đủ 10 triệu và thiếu một tí. Thế thì làm sao mà sáng tạo được? Cho nên bạn hỏi động lực, nó phải là từ những cái gì khát vọng, mong muốn, ước ao của con người và tỷ hiện thực nó. Hiện thực nó bằng lao động, bằng học tập. Với một cái câu trả lời, ta là ai? Ta trở thành gì? Có đúng không? khẳng định mình bông hoa nó phải khẳng định nó trong cái việc hướng tới mặt trời và nở vươn lên trong gió bão đấy là nó khẳng định là một bông hoa thôi huống hồ là một con người cho nên bạn nói rằng động lực là cái gì thì thôi thì cũng trả lời bạn cho nó đầy đủ để các bạn nghe nó cũng có sự chia sẻ và cái động lực đó nó từ bên trong mình cho nên tại sao bọn nói người ta lại tu thân theo cái nghĩa là gì kiểm soát mình quản trị mình và đồng thời về định nghĩa mình rồi ghen rũa mình đúng không ạ tạo nên cái phẩm chất của mình để mình ra đời mình tồn tại theo cái nghĩa phát triển mà không ai cho mình bắt mình điều này cả cuộc sống nó cứ đi lên thế còn ai mà tự bằng lòng hoặc không tư duy sáng tạo mà nhất là cái thời buổi này AI robot rồi những cái ừ, eh, 3D nó phủ định tất cả những cái người nào mà không chịu sáng tạo trong cái lao động của họ của họ đã đồng ý không ạ? Dạ vâng em cảm ơn thầy rất là nhiều vậy thì bây giờ mà khi mà chúng ta Ừ, có những lúc mà chúng ta bị cạn ý tưởng nó không thể nào mà suy nghĩ thêm được nữa chúng ta có cái công thức cái cách thức nào để chúng ta kiểu nạp thêm rồi xin cảm ơn bạn suy nghĩ thì có thể là cả ngày những cái trình độ tư duy nó là một cái suy nghĩ mang cái trình chất lượng cao như vừa rồi tôi đã định nghĩa mặc dù cái gốc câu chữ nó có thể như nhau thế thì nhiều khi người ta cũng bị cạn kiệt thì người ta nghĩ ngủ Đọc sách, nghe nhạc, đi chơi, thưởng thức uống rượu đi Lắm chuyện, bạn không thể trả lời được thì ai trả lời cho bạn được Có một cái ô tô nó đi đi được hết dặm này đến dặm khác không Nếu nó không phải nghỉ, nó không phải được bảo dưỡng Con người cũng là như vậy Có đúng không nhỉ? Con ngựa rất hay Nhưng cũng phải cho nó nghỉ, phải nó ăn lúa mạch Đúng không ạ? Phải chăm sóc nó Thì nó lại tái tạo năng lượng Cho nên creation lại còn có nghĩa là tái tạo nhiều rộng nữa những cái chất lượng trình độ của cái việc là gì khai phóng của năng lượng mới trong cái suy nghĩ chất lượng của não thế thì thực tế là có những người đã nghĩ iPhone 1 chứ không thể nghĩ được iPhone 2 thực tế là có những người là gì nghĩ ra được Google nhưng chưa nghĩ ra được AI hay Edison ý, nghĩ mãi về cái giấy tóc bóng đèn chả nghĩ được rồi Mendeleev hơn 8 năm suy nghĩ mãi về trật tự của các nguyên tố học chẳng nghĩ được đi chơi nói chuyện với đứa cháu và tình cờ đứa cháu nó bảo rằng ông ơi cái gì nó cũng có cái sự tuần hoàn cháu nghĩ thế cháu đi học cháu nghĩ thế ví dụ là gì nước rồi hồ nó bốc hơi lên nó kết thành mây rồi nó rơi xuống đây là tuần hoàn và từ một cái câu như vậy Mendeleev ồ oh, vậy thì phải chăng chúng ta sẽ phải cấu trúc trật tự của các nguyên tố học dưới dạng là tuần hoàn như thế nào bởi vì cái khác của hydro khác của heli nó cũng có thể là có một sự tuần hoàn nào đó trong một cái trật tự nào đó và từ đó mới nghĩ ra cái bản tuần hoàn Mendeleev đấy là một sự sáng tạo vĩ đại cho nên khi mệt rồi thì nghỉ nhưng cái nghỉ của con người nó cũng đòi hỏi cái nghỉ chất lượng cái nghỉ của văn minh cái nghỉ của sự tiến bộ nên nghỉ mà bạn bắt đầu uống rượu nút lá chuối còn sáng tạo cái gì nghỉ ở đây tức là phải tái tạo theo nghĩa tái tạo recreation tái tạo ví dụ bạn uống một ly vang đi bạn chơi một bản đàn đi Biết đâu cái chơi đi bạn hát đi một tiếng đi tại sao bạn cứ phải là ca sĩ bạn mới hát con chim nó đâu có cần phải họa mi là vẫn cứ hót đi thôi rồi bạn thưởng thức đi Du lịch đi Các bạn vẫn đi phượt đấy Như vậy ở đây nó có một cái câu chuyện rất quan trọng Trong cái việc là nuôi dưỡng và tái tạo cái sáng tạo Tức là sự cảm thụ Sự trải nghiệm Đúng không ạ? Sự đọc Cái cách mà chúng ta sống thú vị Cho nên là có nhiều người Nghĩ ra một cái tứ thơ Định làm một cái câu thơ về mùa thu nhiều người viết quá rồi Mà bây giờ mình phải sáng tạo là cái tính mới Không nghĩ ra được Một năm chẳng nghĩ ra được Mà trong cái nhà bé tẹo Trong cái ao bé tẹo Nghĩ chỉ ao thu lạnh lẽo nước trong veo thế chứ Một chiếc thuyền câu bé tẹo teo Sóng nước đơn làn hơi gợn tí Lá vàng chiếc gió khét đưa vào Ôi trời ơi Tù túng và chật trội Thế nhưng mà đi như Nguyễn Du Trải nghiệm như Nguyễn Du, quan sát như Nguyễn Du. Lung linh đáy nước in trời, thành xây khói biếc, nó phơi bóng vàng. Một cái mùa thu vĩ đại, minh mông và bát ngát, vô cùng đẹp. Đấy là một sự sáng tạo kỳ diệu, chỉ bằng hai cái câu thơ lục bát thôi. Có đúng không? Đằng này lại ao thu lạnh lẽo nước trong veo, một chiếc thuyền câu bé tẻo teo, sóng nước đưa làn hơi gợn tí, lá vàng trước đó cứ đưa vào. Học cái đó để làm gì? Để chơi chữ à? Không, chữ nghĩa là để thể hiện cái trình độ tư duy nó phải thành tác phẩm nó phải trở thành một giải trình nào đó về những cái điều chúng ta sẽ làm chúng ta sẽ hơn trước thế chưa thế mà cứ ca ngợi cái ao thu bé tẹo như vậy thì làm sao mà có sáng tạo được tự mình buồn chán đã đọc xong đã thấy buồn chán rồi nhưng mà hình như nguyễn Dù. rồi nói về mùa xuân cỏ non xanh rợn chân trời cánh lê trắng điểm một vài bông hoa thanh minh trong tiết tháng ba quá đẹp mùa xuân chỉ vài câu thôi đấy là sáng tạo nhưng mà người vẽ tranh người làm nhạc cũng có thể có những bài ca rồi những cái bức họa về mùa xuân họ đang làm cái mới theo cách của họ cho nên vừa rồi tôi nói tư duy là tôi tư duy tôi tồn tại cái là trước hết là là mình là ai đã và những xung quanh mình là cái gì đã và chúng ta phải có mong muốn chúng ta khẳng định chúng ta bộc lộ chúng ta hơn trước và làm những cái gì thông qua lao động nó phải hơn trước cai diện cải thiện đồng nghĩa không thế thì bạn vừa hỏi là thế thì tôi như thế nào thì gần như thứ tôi vừa kể tức là tôi đấy lúc thì có thể uống một ly rượu lúc thì đi chơi đi phượt lúc thì chơi một bản đàn lúc thì nói chuyện với người thú vị nói chuyện với trẻ con rất hay và trẻ con nó tinh khôi nó ngây, ng ngây thơ và nó có những câu hỏi hồn nhiên mà người lớn không ngờ đến và nó khơi cho mình giống như cháu của Mendeleev hoặc nói chuyện với người già chết 70 bởi vì họ có những cái trải nghiệm đúc kết nhiều khi nói chuyện cũng cứ nói đi một cách tự nhiên tự nhiên thế thì nhưng trong con người mình đã tiêm ẩn cái khát vọng cái mong muốn gỡ cao rồi và nó cộng hưởng với cái cảnh quan nhìn thấy cộng hưởng với câu chuyện với người khác cộng hưởng với gì mình đọc hay ví dụ chẳng hạn Steve Jobs tổng giám đốc Apple ông đi muốn là gì sáng tạo ra một cái điện thoại di động chưa định hình được chưa nghĩ rất là cái gì thì dừng lại đọc sách đọc cái chuyện nó đầy những cái, cái sự thăng hoa viễn tưởng của Jules Wagner là cuốn sách hai vạn dặm dưới biển đọc nhưng mà cái ấp ủ cái tiềm năng câu hỏi ta tới đây ta làm cái điện thoại nó nó vẫn ở trong ông ấy nếu ông đọc sách và ông đọc đến cái đoạn là gì cái slogan trên cái tờ ngầm Nautilus là của thuyền trưởng Nemo Mobile in Mobile Ồ, oh, Thốt lên một tiếng, đây rồi, đây là chìa khóa, đây là slogan, đây là một cái cửa mở để chúng ta tạo ra một điện thoại di động về sau mang tên app iPhone rồi. Từ cái câu nói, mobile, immobilist, nghĩa đen của nó là gì? Linh hoạt, có tính chất linh hoạt, trong môi trường linh hoạt, immobilist. Như mobile, theo quan niệm của Nemo tức là anh để đi giữa đại dương này lúc chìm lúc nổi lúc sóng gió to bão cả thì anh phải có một cái tàu ngầm một cái căn cứ một cơ sở hạ tầng một cái gì đó nó kiên cố đứng trước cái sự linh hoạt được nó dẫn di động nó vẫn có thể là, là 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 vận động nhưng nó phải là tiền đề cho những cái thứ in vì vậy đó là mobile chính là cái tàu ngầm chứ không phải mobile là cái linh hoạt cái bình thường và ông phát hiện ra cái ý tưởng đó Ông ồ oh, Eureka như Archimedes Và đồng thời bạn phải suy nghĩ rất sâu Về những cái nhiệm vụ của bạn Hay Archimedes chẳng hạn ấy, Vua nói là ta nghe nói là Ngươi là một cái nhà khoa học rất lừng lẫy của đất nước này Nhưng mà gần đây ta trao cho Một cái người thợ vàng Làm điều chạm khắc cho ta cái mũ Bằng vàng Nhưng ta sợ rằng hắn ta có thể ăn bớt Ngươi phải trả lời cho ta biết là nó có bớt hay không ở cái mũ ta trao nó làm bằng vàng thế thì Archimedes suy nghĩ luôn nấu về cái điều này luôn luôn suy nghĩ chả nghĩ ra thì vào bồn tắm nhảy vào bồn tắm thì thấy là gì mình nhảy vào bồn tắm nước nó làm sao nó như nâng mình lên Ông nhảy ra khỏi bồn chạy Không mặc quần áo ra ngoài đường đấy, ca, Ta tìm thấy rồi cái cách nguyên lý gọi là gì Vật thể chiếm chỗ trong cái môi trường nước Và từ đó tìm ra cái 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 nguyên lý rất là quan trọng Chứ không chỉ là một cái bài toán của ông vua Làm thế nào để xác định được cái mũ này Có bao nhiêu hàm lượng vàng Có đồng ý không Thế đấy là sáng tạo chứ còn gì nữa Và cái đầu bài của ông vua Giao cho Archimedes đấy là một cái lao động Với tính chất của một nhà bác học Nếu không chịu lao động nên hơn nữa là gì Không nghĩ được cứ nghĩ triền miên Không nên Cuộc đời sự vật hiện tượng nó có sóng và có lúc nghỉ Mà cái nghỉ đó đối với người có tư duy tốt Là cái người, người ta nghỉ tích cực Bởi vì có nhiều người nghỉ không nghĩ nữa Đi cãi nhau Đi tranh ăn với cả trẻ con Đi phù phiếm với cả những người ngoài đường Thế thì cái điều đó nó tiêu diệt người ta Cho nên Tư duy nó phải trong một cái trạng thái Gọi là uh, cái bộ não nó phải rất hào sảng. Nó phải rất tinh khiết, nó phải rất tích cực. Cho nên bạn biết là thật sự, sự cái tư duy của con người nó là tương tác bán cầu não trái bắn cầu não phải. Bán cầu não phải là chuyên về cảm xúc. Bán cầu não trái chuyên về gì? Lý tính. Thế thì cảm xúc ồ à ơ, đứng trước những cái trải nghiệm, đứng trước bài hát, đứng trước một người khác, đứng trước một câu hỏi, đứng trước một trò chuyện, đứng trước một cảnh quan bắt đầu mới tìm cách lý giải và hai bất cầu não này nó liên kết với nhau cân neuron thần kinh để nó ra cái phương pháp để nó ra cách thức để nó ra quy tắc để nó ra định luật nó ra những phát kiến nó ra những mô hình vân vân đồng ý không ạ cho nên tại sao những giới doanh nhân tôi luôn nói rằng bạn phải đọc sách bạn phải đi chơi thường lãm bạn phải học đàn đúng không ạ tất cả những điều đó không chỉ là cho người ta một cái Nền tảng chiều cao của cái trí thức nói chung Mà cho người ta một cái khơi nguồn Khơi nguồn Bạn bật công tắc này Bạn thấy đèn nó sáng ngay là bởi vì điện nó đã tiềm năng Ở trên đường dây rồi Nó tiềm năng ở máy phát điện rồi Nhưng bạn không có tiềm năng phát điện ở đó Bạn bật lên suốt cả ngày bạn chẳng thấy sáng Cho nên cái tiềm năng của những điều đó Nó phải trong con người bạn Tâm trí bạn Cho nên người ta nói là những người tích cực về lối sống, về phương pháp, về tiếp xúc Về lao động thì đều là những người Đã có một tiềm năng to lớn về sáng tạo Vì ông Mark nói Lao động là sáng tạo nên con người cơ mà Rồi Dạ vâng ạ Em có nghe nói là Ở thung lũng Silicon ở Mỹ Người ta có câu là... à, Em có nghe nói là Ở thung lũng Silicon ở Mỹ Người ta có câu là Ý tưởng ở đó ý tưởng nó không đáng giá bởi vì một ngày có hàng nghìn ý tưởng được sinh ra vậy thì theo thầy thì những cái ý tưởng sáng tạo như thế nào thì được coi là đáng giá ừ, hay đấy cảm, cảm ơn tưởng. bạn trẻ con có ý tưởng người sắp chết cũng có ý tưởng vậy ý tưởng nó là một cái ý nó nảy trong đầu có chất lượng tưởng tượng như gọi là ý tưởng các bạn bảo làm thế nào đây là mặt trăng đây là ý tưởng thì bạn là thằng cuội rồi đồng ý Thằng quậy luôn Không phải ông quậy được Có đúng đó Rồi đi kinh doanh Làm thế nào để có tiền Đấy là một ý tưởng rồi Và phải là Bán cua biển Thì phải buộc nó nhiều dây vào Để giữ càng Giữ Chân của nó Buộc thật nhiều dây Sau đó là um, hô hoán lên là ừ. em um, mua dây hay em mua cua đấy là một ý tưởng nhưng nó vô cùng tiểu nhân và lẹp nhẹp nó tiểu xảo cũng là một ý tưởng Nên Tôi xin thưa là rất nhiều bạn trẻ nói rằng em có ý tưởng này nọ. Ồ đúng như bạn nói. Tôi cũng chả biết cái câu nói đó có phải là ở thung lũng silicon không. Nhưng tôi nghĩ là họ nghĩ thế cũng đúng. Ý tưởng nhiều như không khí này mà. Bạn hít thở tôi hít thở. Thế tôi thấy bạn thấy nó nảy trong đầu bạn thế nảy trong muôn đầu khác, chứ có phải nảy trong đầu một người đâu. Nhưng cái cực kỳ quan trọng nó chỉ có giá trị khi nó đi vào hình thành nên một cái gì đó nó phục vụ tốt hơn cho con người về cuộc sống, về lao động. Về những nhu cầu khác ví dụ như ý tưởng làm thế nào để cắt được thành cốc nhỉ? Cũng là một ý tưởng ai chả có. Nhưng một cái đứa nó nghĩ thế rồi nó đi ngủ cho có cái gì mà hách. Nhưng một cái người lao tâm khổ tứ bằng những cái học tập, bằng cái thử nghiệm. Kiểu như Edison ấy, bằng hàng nghìn cái thí nghiệm để cho ra một cái thứ sản phẩm. Thì nó mới hữu ích. Cho nên ý tưởng nó nhiều như không khí. Nó bản thân nó thì đâu đâu cũng có. Hay tôi ví dụ như là bạn đi chơi trong thiên nhiên, bạn có ý tưởng là muốn lưu lại những hình ảnh đẹp bằng cái điện thoại của mình. Nhưng nếu bạn tự chụp nó thì bạn chỉ thấy cái hình của mặt mình nó chiếm hết cả cái không gian đằng sau rất là đẹp rồi. Bạn có ý tưởng là có cái cách nào mà tự mình chụp ảnh cho mình bạn lại đẹp được không? Mà lại có được cảnh quan và ghi được cái bản thân mình trong đó một cách cân xứng và hài hòa không? Thì lúc đó cái gậy selfie nó ra đời có đúng không ạ? Mà gậy selfie nó ra đời nó bán trên toàn cầu bạn thấy không? Mặc dù nó cái nhỏ Nhưng nó cũng tính quy mô và ai cũng mua nó Thì bạn mới thấy là nó ra tiền chưa? Cho nên Cái suy nghĩ mang tính chất ý và tưởng Nó vô cùng nhiều Trẻ con có người sắp chết cũng có Nhưng cái điều gì nó phải kết hợp với cả Chất lượng trình độ của sự học tập Nó phải đi vào một cái thứ sản phẩm nào đó hữu ích cho con người và được công nhận bởi cộng đồng bởi thị trường bởi cái xã hội rộng lớn thì cái đó nó tuyệt vời nó vĩ đại phải không bạn cho nên ở thung lũng bạn vừa nói là thung lũng silicon silicon valley thì thật ra là các ý tưởng nơi đó ai cũng có kể cả người bảo vệ kể cả những người lái xe nhưng mà nó oh, ở đấy là nó biến thành một cái sản phẩm phần mềm nó biến thành một cái sản phẩm đóng gói nó biến thành một cái công nghệ tôi kể cho bạn nghe một cái chuyện như này là làm thế nào để một cái động cơ ô tô nó ít bị chết máy và tiếng ồn nó ít đi và nó tiết kiệm về xăng động cơ đốt trong ấy như vậy động cơ đốt trong thì người ta đã nghĩ ra rồi và với cái động cơ đốt trong đó thì nó có thể là dùng những nhiên liệu xăng để nó đẩy cái ô tô như cái ô tô ban đầu hãng hãng ford chẳng hạn nhưng nó là một cái piston như vậy thì để chạy một cái ô tô tải thì nó một cái dung tích của nó phải khá lớn Và nó có một cái piston như vậy Thì đang chạy này nó có thể chết máy Vậy đặt ra một câu hỏi làm thế nào Để giảm tiếng ồn, tiết kiệm nhiên liệu Và không bị chết máy không Ba câu, ba ý trong một Ý tưởng Rồi cuối cùng các sĩ sư Của Henry Ford mình nghĩ ra là cái trục cảm Trên một cái trục thẳng Nó quay thì có cái bốn cái mấu Để nó điều vận cái bốn chu kỳ hút uh, nén uh, xà xả nổ nổ xả của cái piston số 1, số 2, số 3, số 4 thế thì mỗi một cái như thế nó đều quay và nó có cái quán tính của nó thế như vậy là một cái piston nào nó bị chết máy thì nó có ba cái khác nó đang kéo lên thế là bị được khởi động lại và vì nó có bốn cái như vậy thì vị mỗi một cái piston nó đều có dung tích bé đi như vậy lập tức là tiếng ồn nó giảm đi và đồng thời cái tiết kiệm xăng nó nhiều hơn tuyệt vời quá đó là một cách mạng trong cái việc sản xuất ô tô như vậy ý tưởng mà nó dừng lại đó thì như là không khí, không có một cái giá trị gì ghê gớm cả. Cho nên rất nhiều thanh niên em có ý tưởng này nọ xong đi ngủ đi chơi. Và không bằng cái vừa rồi tôi nói là lao động. Mà lao động nó phải tới hạn. Lao động nó phải ra sản phẩm cuối cùng. Ví dụ như người nông dân không phải ra đồng mà cứ cuốc lên mà là, là có một vụ mua. Phải tới cùng, phải tới hạn. Phải tới tâm láng tráng rồi bia rượu, nói câu chuyện vãng lai lằng nhàng, cái câu chuyện không chất lượng thì cái đầu của đó không chất lượng. nhắc lại câu của Đà Lai Lạt mà đừng có nói là gì trí tuệ khi ngôn cũng không tinh hoa, không có cách gì cả. chẳng qua là tiểu ngôn nữa và xảo trá thôi, nó không có cái cách gì để là một cái mệnh đề bất khả cãi đó cho nên là gì? nó diễn giải bằng lời còn trả xong được cái ý tưởng đó nó ra thành cái gì hữu ích con người thế làm sao mà nó có lợi được có ích được có đúng không cho nên là lại một nữa là tất cả ý tưởng con người phải diễn đạt được bằng ngôn từ giải trình thuyết phục chia sẻ và bằng văn bản đồ họa mô hình và nó phải đi vào hiện thực bằng một bộ máy tổ chức sản xuất hoặc công nghệ và phải ra sản phẩm cuối cùng mà được thị trường chấp nhận được xã hội là gì là gì đón nhận đúng không xã hội đón nhận về giá trị thị trường đón nhận về cái khía cạnh kinh tế nhưng mà thành công có vẻ không nhỉ rất nhiều cho nên tôi xin thưa các bạn là vô vàn nhiều thứ là xung quanh chúng ta cuộc sống của chúng ta thế giới của chúng ta là do con người tạo ra đấy chứ create tạo ra và vì vậy nó phải là creation chứ còn thiên nhiên vũ trụ chỉ tạo ra những cái thứ là eh, cây cỏ mông thú bông hoa này thiên nhiên đã tạo ra là một bông hoa giải nhưng vào con người thì nó có thể đặt tên có thể được thẩm mỹ hóa có thể được gì một bao gói nó có thể trở thành ma bộ ý niệm nó có thể sẽ phục vụ một loại nhu cầu đúng không? Nó có thể là một cái giá tiền đúng nhỉ? Thế thì tất cả điều đó là sáng tạo. Vậy nó phải ra cái sản phẩm kết quả cuối cùng. Dạ vâng cảm ơn thầy. Vậy thì hiện nay có những cái công nghệ mới ra đời, ví dụ như là AI, ờ uh, ChatGPT hay là gần đây nhất là cái Sora mà nó có thể tự làm những video hình ảnh. Thì uh, những cái công nghệ mới đấy nó đòi hỏi một cái trình độ rất là cao. À, vậy thì giới trẻ hay nói về sáng tạo thì vậy thì thầy nghĩ như thế nào về điều này thật ra cái từ sáng tạo nó cũng không hẳn là thuộc tính của giới trẻ đâu nó là thuộc tính của con người mà con người nào dù tuổi nào mà người ta vẫn tư duy người ta vẫn lao động người ta vẫn khát vọng người ta vẫn học tập thì cái thể hiện cuối cùng của cái sáng tạo nó nó nhiều nó khả thi mặc dù là giới trẻ thì là một giới thuận hơn trong cái việc nghĩ cái mới thuận hơn thường là như vậy nhưng nó cũng không phải là thuộc tính của giới trẻ mà thuộc tính của người lao động người học tập người giàu suy nghĩ về cái sự khẳng định về cái sự tiến bộ đồng ý cũng thứ nhất cái thứ hai nữa là bạn mới nói AI rồi 3 D solar tất cả những điều đó là sản phẩm sáng tạo của con người đi thôi nhưng nó sáng tạo đến một cái trình độ tức là gì nó được vận hành như một cái bộ não thông thái, thông minh. Nó đạt đến trình độ tức là nó không phải lao động tự thân nó mà nó tích hợp tất cả các thiết bị ngoại vi xung quanh nó. Nó search, nó tìm kiếm miễn là thông qua cái môi trường số và được kết nối Internet hoặc Wi-Fi. Thế là nó tìm thế nhau để nó có thể ra được một cái kết quả. Ví dụ, bạn ra lệnh cho cái AI và máy 3D là in cho tôi một vẽ cho tôi một bức tranh này Nó cho cho bạn 10 Và hơn nữa có phương án về bức tranh mà bạn đã ra chủ đề Nhưng mà nó bắt đầu tìm kiếm bên cạnh là Có cái máy nào không để in không nhỉ Có cái thiết bị gì không để nó cuối cùng hoàn tất cho bạn Như vậy nó là một sản phẩm trình độ cực kỳ cao của trí não Là một sáng tạo đỉnh cao của trí não Của hàng vạn cái trí não Hàng triệu cái trí não Và đó là thách đấu với bất cứ ai mà giới trẻ bây giờ ra đời đi làm việc trong một cái sự thuận lợi quá về các phương tiện công cụ thông minh nhưng chính vì điều đó nó lại thách đố với họ thách đố ghê gớm cho nên là giới trẻ cần phải làm chủ được khoa học công nghệ theo cái nghĩa là gì biến khoa học công nghệ ai 3 d robot trở thành phương tiện của mình thôi vậy mình phải ra đầu bài cho nó mình phải ra được đầu bài cho nó và mình phải chỉ huy điều khiển được nó Và mình phải kiểm soát được nó Và đồng thời cái chất lượng tư duy của những máy móc như vậy nó quá đỉnh cao Nó tích hợp mà Thế cho nên bạn phải là một người rất giàu cảm xúc Bạn phải rất gây cảm xúc Bởi vì tôi nói lại cái não của bạn ấy nó gồm cái gì ạ à? Nửa bán cầu là gì cảm xúc Nửa bán cầu là gì lý tính, lý trí Thế thì cái gì nó cũng bắt đầu từ cảm xúc và sáng tạo nó bắt đầu từ những cái cảm xúc như vậy Thế cho nên nó phải rất giàu cảm xúc Rất giàu trải nghiệm Để ra được đầu bài cho các máy móc thông minh Bởi máy móc thông minh nó cũng Nó thực hiện những cái gì thôi Do yêu cầu của con người Tôi ví dụ như thế này nhé Một cái người mẹ trẻ Có Robot Robot nó như người thật như nàng Sophia chẳng hạn Nia Simo chẳng hạn được hoàn thiện phục vụ những cái việc dịch vụ trong nhà Thế người mẹ trẻ này là có đứa con 3 tuổi 4 tuổi nên 9 giờ phải ngủ mà người mẹ trẻ ra lệnh cho cái robot đó. hãy du con tôi ngủ đi thì robot nó, nó cũng ra du ngủ nhưng nó làm thế nào làm thế chúng ta không biết được và nó làm theo kiểu của nó Nhưng bây giờ bạn hãy ra nhiều những cái gì Khi cho nó Bạn du con tôi ngủ từ đến từ lúc 9 giờ đến 10 giờ Bạn đọc cho một cái câu chuyện Phù hợp với tuổi trẻ thơ 3 đến 4 tuổi bằng tiếng Anh Có nhạc đẻm du dương Cốt truyện là cánh bồm đỏ thắm Hoặc là nàng tiết cá Chất lượng giọng là giống như tôi ôn tồn và nhẹ nhàng. Và đề nghị bạn phải đưa ra một cái cách phát âm nó giống như một điệu nhạc vậy. Như vậy cái robot nó sẽ thực hiện. Nó có đầy đủ năng lực để nó thực hiện. Và nó thực hiện đúng ý bạn. Và nó rất hay. Và cái hiệu nghiệm của cái việc robot du con rất là cao. Như vậy bạn phải thế nào? Bạn phải ra cho nó rất nhiều gì ạ? Những cái kỳ. Chất lượng tưởng tượng của bạn về cái việc du con thôi. Phải vô cùng phong phú. Mà bạn phải có một cái kho tàng cảm xúc Với con bạn Với những cái điều bạn đặt ra Thì robot nó thực hiện Và nó hiệu quả và nó trở thành nô tài của bạn Hay là ví dụ Công nghệ hiện nay nó quá thông minh Có người đặt ra câu hỏi cho AI Những cái câu nó Mình không biết Mình tù mù mình đặt ra nó câu hỏi Tâm lý là gì? thầy hỏi tâm lý là gì mời em Khi cái, cái môn học tâm lý Thì bảo để em tra AI Thì tra đi Trước mặt bạn đấy Mà máy móc nó cũng nhanh cực kỳ Hàng tỷ thuật toán một giây Nên khi nó tra Nó đưa ra là 10 cái câu trả lời về tâm lý Thế bây giờ bạn phải trả lời thầy Phải ghi vào bài thi Nó là cái gì Trong cái 10 phương án đó Bạn ghi cả 10 phương án à Bạn ghi bằng chính cái giọng của máy à Bạn không điểm bạn là phế thải của tư duy có đúng không ạ như vậy bạn đưa ra cái câu hỏi tâm lý được thôi nhưng bạn phải có một cái phong nền hiểu biết về tâm lý rồi và bạn phải có một cái cội nguồn hiểu về nó tâm lý ví dụ ngắn gọn nhất là những cái lý giải của bên trong những suy nghĩ thầm kín của mình nó mang cái đặc tính của mình nó mang cái cá tính của mình ví dụ như thế đây là cái cách ngắn gọn nhất bạn phải hiểu điều đó đã và từ đó nó phát ra nó trở thành những cái ứng xử mà vì vậy người giàu người nghèo người đàn ông người đàn bà người trẻ người trẻ nó có cái ứng xử khác nhau và nó trở thành những rào cản nó trở thành định kiến nó trở thành một cái thứ là gì phát xuất nó trở thành chấm 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 nhưng mà bạn phải hiểu cái căn bản đó chứ cho nên để có thể tư duy sáng tạo để không bị lạc hậu với cả máy móc bạn phải sở hữu các nguyên lý Ví dụ bán hàng, bạn phải sở hữu cái nguyên lý của bạn hàng. Bạn hỏi máy bán hàng nó là, là gì? Nó trả lời bạn ngay. Nhưng bạn là nô tài của nó. Bạn cũng chẳng biết dùng như thế nào cả. Có đúng không ạ? Có đúng không bạn? Thấy chưa? Và vì vậy những cái đầu óc khô cạn, những con người không chịu học đến cái mức nguyên lý, không học căn bản là bị đào thái. Bởi vì tất cả các máy móc đó được trên cơ sở một cái dòng chảy của những cái sự cải tiến. Không phải tự dưng ra đời cái máy tính cái AI này được Một dòng chảy Thế thì nó thay đổi rất nhiều về các thuật toán Nó thay đổi về rất nhiều những cái tính năng Nhưng bạn phải hiểu cái nguyên lý để tạo ra cái máy tính đã Cái AI Đúng không ạ? Cho nên tại sao là Chỉ có mấy cái nguyên lý của đề các Xin lỗi của Euclid Trong hình học Chỉ có mấy cái nguyên lý của Newton Về vũ trụ Thế mà người ta đã giải thích và ứng dụng nó muôn vàn thứ rồi nhưng mà phải hiểu nguyên lý và cái gây go của nhiều người đi học giới trẻ là gì học sổi học ngọn học lấy điểm học để báo cáo thành tích học để làm vui lòng bố mẹ học để sĩ diện với bạn bè chết chưa thực ra là khẳng định bản thân cơ mà tôi vừa mới nói tư duy khẳng định bản thân thể hiện bản thân phát triển bản thân cơ mà cho nên hiện nay rất gay gò và tôi đã tìm những cái thực tế và rất nhiều các ví dụ của tôi cho các bạn trẻ lẫn cả những người nhiều tuổi trung niên hơn thử nghiệm sử dụng ai rất ngớ ngẩn tôi công nhận ai nó cho chúng ta bao nhiêu những cái hỗ trợ tôi ví dụ một người làm kinh doanh marketing hỏi ai là chúng tôi làm marketing như thế nào ai nó trả lời đến cả trăm phương án bởi vì câu hỏi nó quá mơ hồ và chung chung và thực tế thầy đi giảng Biết bao nhiêu mà, Thưa thầy doanh nghiệp em làm thế nào để phát triển Sao bảo thầy trả lời Mà cũng tao chịu Hỏi một câu như thế mà đòi trả lời à Mà chứng đỏ cậu cũng chả có tư duy gì về công việc của cậu cả Cậu lười và hơi hợt Doanh nghiệp em làm thế nào để phát triển Thế chả biết cái doanh nghiệp mày là thế nào Cứ thông tin dữ kiện lớn về nó không có Mày đã nghĩ về nó thế nào Tương lai của nó, mục tiêu của nó ra làm sao Những vấn đề của nó là gì đi kiểm tra sức khỏe với bác sĩ đi chữa bệnh có phải nói đầy đủ những cái vấn đề của mình ra thì bác sĩ sẽ có một phương án chính xác đúng không ạ? Mặc dù bác sĩ giỏi chứ không phải bác sĩ giỏi có nghĩa là bác sĩ đi đoán mò. Thấy chưa? Vậy cái ai đó là bác sĩ giỏi không có nghĩa đi đoán mò người ta. Mà người ta đưa ra một cái đáp án nó là một nghiệm. Nghiệm thì phải là cái hữu ích phải có một ở trong trường hợp đó tình cảnh đó và tối ưu. Đằng này cứ như thế thì làm gì chả chết cho nên bảo có công nghệ, có AI, có robot thì cái chất lượng tư duy của bạn, cái cách hỏi của bạn, cái tương tác của bạn nó đòi hỏi bạn vượt trội nó và phải biến nó trở thành cái thứ phục vụ bình nô no tài của mình, có đồng nghĩa và như vậy cái sự thấu đáo trong cái cách nghĩ của bạn, cái sự tổng quát trong cách nghĩ của bạn, cái nguyên lý trong cái học tập của bạn, cái nguyên tắc trong những cái thứ mà bạn xác định thì máy móc đó mới phục vụ tốt bạn được cho nên thưa máy AI để cho chúng tôi cái marketing như thế nào sản phẩm của tôi là Mục tiêu của chúng tôi trong 3 tháng tới là Nguyên tắc của chúng tôi là Ngân sách của chúng tôi là Những vấn đề hiện nay của chúng tôi là Và những khách hàng của chúng tôi bây giờ nó có những nhóm là Cho nên cái là Vừa rồi thầy nói đấy Cho nên cái to be nó cực kỳ hay I'm thinking I'm to be Thấy chưa? Cái là Cực kỳ quan trọng nhưng bạn không trả lời được chính cái con người bạn, cái mong ước của bạn, khát vọng của bạn, cái thực tế của bạn, tình huống của bạn, bạn định có cái gì mà trả lời được bạn. Có được nghĩ không ạ? Cho nên trong lịch sử xưa này để thế một lần nữa nó thách đố cái trình độ và chất lượng tư duy của con người. Nguyên lý không, là sâu sắc không, toàn diện không, thấu đáo không. Và những người nào hơi hơn học giả, một phát phát hiện ra, đứng ra bên ngoài, bạn có thể lừa được thầy bạn một con người cụ thể bạn mua được điểm của một vài môn bạn không lừa được thế giới ai bạn không lừa được những cái trí tuệ thông minh tích hợp hàng triệu cái đầu não đúng chưa và lúc này nó mới lộ diện ra trình độ chất lượng tư duy và đặc điểm của con người là trình độ chất lượng tư duy của cái não nó gồm có cái nửa cảm xúc và cái nửa bán cầu là lý trí và phải bắt đầu từ cảm xúc và cảm xúc nó tích cực nó thăng hoa nó sáng láng nó hay ho thì nó mới chuyển cái dữ liệu đó cái tín hiệu đó sang cái bán cầu não trái là lý lý tính giải thích nó quy tắc nó thuật toán nó đúng không ạ phương trình nó công thức nó đồng ý không ạ cho nên phải tập thể dục não phải tập thể dục não cho nên bạn bảo là nhiều khi không có ý tưởng nữa thì cái não của mình nó phải được bổ túc bổ sung phải tập thể dục não một là nghĩ cái gì nó sáng láng tích cực hay ho Ba là phải là gì Nạp vào những cái gì nó mang tính chất tiềm năng Tài nguyên cho những cái Sự hiểu biết Kiến thức nhà hàng ngày hát nhạc vàng làm sao mà sáng tạo được Hàng ngày đi nói xấu hay khác mà đòi sáng tạo à Hả Rồi ngày, ngày than vãn nhà mình khổ mà đòi sáng tạo à Phải đứng trước câu trả lời là làm thế nào để ta có cuộc sống tốt hơn làm thế nào để chúng ta có một cái phương tiện tốt hơn? Có đúng không? Làm thế nào để chúng ta có nhiều tiền hơn? Và xin thưa là gì? Hiện nay bạn đang nói cái chủ đề liên quan đến kinh doanh. Thì phần lớn các doanh nghiệp của chúng ta là hoạt động thương mại, tức là mua chỗ này bán chỗ kia. Và không có giá trị gia tăng từ cái chất lượng và trình độ tư duy và ý tưởng hóa nó sáng tạo. Cho nên mua cái này ở Trung Quốc, bán nguyên nó như thế ở Việt Nam. Như vậy là bạn không kiểm soát, không tạo ra được giá thành bạn bị sức ép của những người giống bạn cạnh tranh về mặt giá bán bạn bị kẹp giữa đó chết nhưng bạn sáng tạo bạn tạo ra được cái giá thành của bạn cũng làm ra cái đó mà giá thành nó có gần này này và bạn sáng tạo bạn xác định giá bán gần này này cho dù xung quanh như thế nào ồ oh, biên độ của hai cái điều đó nó giãn rộng ra đấy là lợi nhuận của bạn chứ làm sao nữa có đúng không đằng này đi buôn thì cái câu chuyện đó là đúng là tốt ở cái thời buổi khan hiếm của cái việc là gì kinh tế bao cấp rồi nền kinh tế đóng và hàng hóa nó rất thiếu thốn trăm người bán vạn người mua đi buôn được nhưng hôm nay bạn mới thấy từng người là online bán hàng đúng chưa từng người tham gia vào cái mạng ai đúng không đúng không đúng không nào thế thì không có giá trị sáng tạo thì bạn có thấy gai không cho nên cái chủ đề hôm nay của bạn của AI AB đặt ra rất là tốt và xin thưa với bạn một điều là tôi đọc sách rồi tôi gặp trên thực tế rất nhiều người tài giỏi trong quá khứ nhưng mới mang cái quá khứ đến tiếp sống như ngày mai ngày sau người ta gọi là ăn mày dĩ vãng giới trẻ nó không thích ăn mày dĩ vãng đặc điểm của giới trẻ là cái mới cái hơn trước cái thay đổi những cái sáng tạo thì nó cũng không hẳn thuộc về giới trẻ bạn ạ cho nên rất nhiều nhà văn những nghệ sĩ những nhà khoa học nói rằng thưa anh anh đã từng có nhiều tác phẩm rất là xuất sắc trong quá khứ vậy tới đây anh có tạo ra cái gì mới tác phẩm nào mới không cái mới là tôi đang làm cho dù bây giờ tôi 65, 70 tuổi Đấy Như vậy ở cái tuổi đó người ta vẫn nghĩ cái mới sáng tạo chứ không phải người ta bảo tôi đã từng có cái giải thưởng này tôi từng có tác phẩm ấy công quả kia tôi cứ ngồi để ăn mày dị vãng cho nên một số doanh nghiệp có cái tình trạng rất đáng sợ như này có một người nào đó cách đây khoảng sáu bảy tám 10 năm có một cái công thức gì đó trong cái việc sản xuất mà ạ mà cái này chả do anh ta sáng tạo gì trong lĩnh vực sơn chẳng hạn làm việc doanh nghiệp bỏ tiền ra một thuê một chuyên gia rất giỏi của đài loan về và anh là phụ trách về cái khâu công nghệ pha chế thì anh được doanh nghiệp cử đi học và anh đã được người ta chuyên gia đài loan nhật bản hì xả tặng cho doanh nghiệp và anh là cái đầu mối nhận nó anh không chia sẻ cho ai cả và anh giữ cái đó như làm cái vốn liếng của anh và anh trở thành phó tổng giám đốc phụ trách về công nghệ và sản xuất không có gì mới cả anh đấy là cấp anh đấy là ký sinh anh đấy là kỷ cho nên trong cái đó ngành sơn ấy, nó bao nhiêu sản phẩm mới với công nghệ và tính năng mới. Anh cứ lọ mọ theo cái kiểu ngày xưa. Bởi vì anh có học đâu mà. Theo cái nghĩa có nguyên lý, có văn bản cho nên người ta nói được cái gì thì anh biết cái đó. Lúc ấy cách đây 10, 15 năm chuyên gia nước ngoài người ta chỉ nói được cái đó. Và anh cứ cóp, anh cứ dùng đúng cái đó bởi vì anh không có chất lượng của cái học vấn và anh ngồi đấy anh bấu báo báo ký sinh vào trở thành một mức lương cao Chứ anh cản trở sự phát phát doanh nghiệp nhưng mà thời buổi này xin thưa người ta đưa ra một cái mã sơ một cái hồ sơ lập tức máy móc nó có thể đọc được nó gồm những cái tỷ trọng gì hàm lượng gì bao nhiêu cái loại này bao nhiêu loại kia thế là anh hết vị hết vị như vậy anh vẫn còn vị thì anh phải làm sao Bill Ghét cách đây nói là nhiều năm từ 2007 sang thăm Việt Nam con người với trình độ tư duy không được thua máy móc bởi vì máy móc là sản phẩm của họ và khi con người thua máy móc và công nghệ lập tức con người bị đào thải cho dù bất cứ ai cho nên ở thế giới văn minh chúng ta thấy có những người nghĩ ra những cái tác phẩm có những cái siêu việt hay ví dụ kỹ sư của Apple đã nghĩ ra cái iPhone 1, iPhone 5 nhưng sau đó không nghĩ ra được iPhone 6, 7 nữa thì người ta đứng sau một bên và cái động lực phát triển của tổ chức nó thăng thế cho nên để lại trả lời câu hỏi của em là làm thế nào để tư duy sáng tạo phải cái động lực của tổ chức nữa cho nên em là một người rất hay Nhưng vào đấy động lực của tổ chức nó không có Nó chỉ là mua chỗ này bán chỗ kia Rồi nó lại chú úm những người mà có cái gì ạ Có cái phát kiến Có cái ý chí vươn lên Người ta lại gạt ra gì những cái người mà giỏi hơn họ Thì bản thân đó là chết rồi còn gì Và những người trong đó có tiềm năng bao nhiêu Thì cũng là hết động lực rồi còn gì Cho nên quay trở lại Động lực nó là tự thân người ta là quyết định đã Nhưng nó phải được nuôi dưỡng bởi cái tổ chức đó Bởi cái doanh nghiệp đó Có đồng ý không ạ bởi vì cái cây nó đẹp Cái con nó hay Cái gì nó tốt đẹp bạn phải nuôi dưỡng nó Đồng ý không ạ? Nhà bạn có con chó hay bạn phải nuôi dưỡng nó Bằng cái thịt bò Nhà bạn có cái cây hoa tiệp tuyệt vời Bạn phải nuôi nó bằng trứng gà, bằng tình yêu thương Bằng sự chăm sóc đúng không? Đằng này nhân viên mình tốt rồi Chả nuôi dưỡng gì Hả? Rồi nó hơn mình một tí Thì kỳ thị với nó Hả? Nó nói một điều gì mà mình không nghĩ được Thì mình bắt đầu ghét nó Rồi mình chỉ sợ nó là hơn mình thôi Xin thưa đấy chính là lực cản Đào thải nó đi Hãy cho những cái doanh nghiệp đó phải chết đi Mà không chết Thì cũng không có cách gì sống Nếu không có cái sự sáng tạo và thay đổi Có đúng không? Và vì vậy nó gọi là gì? Lưu tiêu lẹt đẹt Và như thế thì nó là sự tồn tại Trên cơ sở của quá khứ Còn tồn tại của doanh nghiệp là tồn tại trên cơ sở Của trình độ tương lai và hiện thực nó Cảm ơn bạn Có rất nhiều cái người giám đốc đứng đầu một tổ chức Người ta học hành cũng nhiệt tình lắm Người ta cũng thông minh lắm Người ta có nhiều lợi thế lắm Nhưng cái đó là của người ta Người ta không chịu cấy, không chịu gieo Không chịu lan tỏa trong doanh nghiệp Người ta có một ý nghĩ khác Người ta có thể thích thú à, Đồng ý Nhưng với tư cách là một siêu một người giám đốc Thì anh phải tạo ra sự khác biệt của tổ chức anh Trên chất lượng của cái gì Của trình độ tư duy từ mọi người mang cái ý nghĩa sáng tạo sự khác biệt quan trọng nhất bằng tính phát triển của doanh nghiệp Tức là ở doanh nghiệp anh có bao nhiêu người có khả năng sáng tạo đi đến sản phẩm dịch vụ có thể bán được chứ không phải là cá nhân anh giỏi hơn người khác cho nên cái người CEO là phải có cái tinh thần cầu thị có cái tinh thần mở cửa doanh nghiệp tương tác với cả những người giỏi giang bên ngoài không từ ngày xưa nói rằng ra ngoài đường ít nhất vài người có thể làm thầy ta cơ mà Hôm nay thì một doanh nghiệp có bao nhiêu người mà cái thế hệ sau người ta học hành cũng rất tốt đấy chứ. Thế thì nó đã là có tiềm năng rồi. Như anh có tạo động lực không là một. Anh có nuôi dưỡng không là hai. Anh có tôn trọng không là ba. Anh có gì là sởi lời quảng đại không là bốn. Có đúng không? Và anh phải cơ chế hóa tất cả điều đó bằng cái sự đối xử chính sách chế độ. Có phải vậy không? Chứ còn không ai có là giỏi nhất cả. Mà mỗi người dụng nhân cho dụng mộc. Và cái giá trị đó nên dùng vào đâu? Và đã là một con người khi anh tuyển vào theo ba em theo tiêu chuẩn Thế nào nó cũng có một giá trị rồi Và hôm nay anh xin thưa đến cái tế tri thức thì ai cũng được học rồi Ở các mức độ khác nhau Thì khi được học đó thì có nghĩa rằng Cộng với cả cái thuộc tính con người người ta đã có cái ý chí sáng tạo Có cái mong muốn sáng tạo và có cái tiềm năng sáng tạo Và có cái khát vọng sáng tạo Vậy thì anh việc của anh là CEO anh phải cho tất cả thể hiện Và điều đó nó mới dẫn đến một cái tốc độ một Cái trình độ và chất lượng của sự phát triển Ví dụ nhiều năm trước đây thầy có đọc một cái tài liệu có nói về là gì mức uh, phát kiến đổi mới sáng tạo bình quân của những doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản ví dụ như Mitsui, Sumitomo, Toshiba, Toyota, Sony, Matsushita những cái doanh nghiệp hàng đầu thì 17 các phát kiến sáng chế trong một năm bình quân một người tức là kể cả những người công nhân cho đến người đỉnh cao là CEO và hội đồng quản trị bình quân và tỷ lệ áp dụng nó khoảng 40%. Như vậy một năm thì một tập đoàn, một công ty hàng vạn người là gì? Mỗi người có khoảng 5 cái, 6 cái phát, phát kiến mà được ứng dụng. Nhân với hàng vạn người thì chúng ta hiểu tại sao cái vòng đời sản phẩm bây giờ nó nhanh thế. Và các sản phẩm mới nó ra đời nhiều thế. Còn chúng ta lay đi lay lại, lại vẫn cứ ngày sửa ngày xưa. Vẫn bao giờ cho đến tháng 10. Vẫn cái cây chìa vội, vẫn rung đùi ngâm chân với những cái gì đã làm được cách đây bao nhiêu năm. Hay tôi ví dụ là gần đây là 30 tháng 4 Chúng ta kỷ niệm về về năm 75 Chúng ta có cái gì mới cho cái kỷ niệm không? Có cái chất lượng tư duy về quản trị xã hội không? Hay là vẫn nhắc lại cái chiến thắng Cái kiểu mà nhiều người nghe người ta không thích Mà kiểu là nó không hướng tới tương lai Tôi ví dụ thế Đây là sự tư duy thay đổi Của người quản trị Tôi ví dụ như là Stalin đặt ra câu hỏi là chúng ta đã đuổi phát xít Đức ra khỏi biên giới lãnh thổ của Liên Xô rồi việc tiếp theo của chúng ta làm gì để mục đích tiêu diệt tận hang ổ của nó lập tức nó bắt đầu triển khai một cái chương trình mới một cái chiến dịch mới để tấn công thẳng vào Berlin với ba tập đoàn lớn tập đoàn quân phương diện quân lớn có đúng không? Thế đấy là những vấn đề kích thích của sự thay đổi và cái sáng tạo và phải rộng đường cho người ta thể hiện và phải biết chấp nhận những cái cái cái, 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 cái thất bại. Tôi ví dụ Kim Jong-un là lãnh đạo của Bắc Triều Tiên Ông ấy khát vọng về cái tên lửa đạn đạo lắm Về hạt nhân lắm Bởi vì cái đó là con chủ bài Át chủ bài về giữ chế độ Của Bắc Triều Tiên với các nước còn lại Nó là một cái át chủ bài Nó là cái trụ cột để lý do mà ông ấy tồn tại Chế độ ông ấy tồn tại Tuy nhiên mà xin thưa đâu Cũng phải tự dưng có một cái tên lửa nó phóng lên thành công đâu phải có vụ nổ hạt nhân là nó thành công nó phải thất bại biết bao nhiêu lần và ông ấy là một nhà độc tài ông ấy rất ghê gớm và khắc nghiệt nhưng ông biết rằng phải chấp nhận cái sự thất bại đó như một bài học và muốn như vậy thì các doanh nghiệp nó phải có quỹ đầu tư nó phải có quỹ nghiên cứu nghiên cứu một lần không được thì phải hai lần trong cái quỹ đó nhưng lần này, này quỹ thì không có sành ra đồng doanh thu là mua hết bất động sản mang về cho nhà mình quỹ đầu tư nghiên cứu phát triển không có người tài hơn anh thì anh không thích người nào ý kiến khác thì anh bảo rằng là chống đối thế thì làm gì có cái chuyện gì cái sự khác biệt này bản thân đó đã là một sáng tạo rồi có đúng không có đúng không cho nên phải có quỹ nghiên cứu phát triển và quỹ rồi thì anh phải có bộ phận hoặc nếu mà doanh nghiệp lớn phòng nghiên cứu phát triển lớn hơn là ban nghiên cứu phát triển mà nghiên cứu phát triển không có nghĩa là có ngay được nó phải chấp nhận sự thất bại có những cái chương trình tên lửa hạt nhân của trung quốc năm năm thất bại để năm thứ 51 năm là có thể là thần trâu May lên mặt trăng Anh có thấy không? Hay ví dụ anh sót tiền Làm ra một tí gì mà chưa được Thì anh xỉ vả người ta Anh bắn mỏ, anh mang ra cuộc họp Anh đay nghiến Có đúng không ạ? Hả? Một đứa là muốn sáng tạo Thì anh phải có cái, cái tâm tiếp thu Những cái người giỏi giang đã anh phải có cái tâm mở cửa doanh nghiệp anh để tiếp cận những cái luồng gió mới đã. Anh phải có tâm mong muốn tiến bộ đã. Cho nên ở rất nhiều doanh nghiệp Việt Nam, rất nhiều chứ không phải tất cả, xảy lúc nào doanh thu mang về nhà mình muốn bất động sản. Mà đáng lẽ ra cái tài sản của doanh nghiệp anh phải là một dự án nghiên cứu, phải là một trình độ vận hành cái doanh nghiệp hiện có, cái hệ thống của anh mới là tài sản. Những hệ thống của anh lẹt đẹt, hệ thống của anh chấp vá, hệ thống của anh nó tê liệt, hệ anh cũ kỹ, thì nó không trở thành tài sản để đối ứng được với cả cái đòn bẩy tài chính và huy động vốn mới thì anh mới mua bất động sản anh mang cái bất động sản sổ đỏ làm đối ứng thật buồn cười hết chuyện dạ vâng em cảm ơn thầy thì đấy cũng là câu hỏi cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay dạ à, thầy có muốn nói lời xin cảm ơn bạn và ab academy những cái chương trình như này phổ cập để các bạn hữu là đặc biệt những nhà quản lý và doanh nghiệp nên nghe và nghe thực tâm nghe có tính chất là khai mở bản thân và nghe không phải là để nó vừa cái bức mạng nó khai cái đầu của bạn chứ không phải vừa bụng và chúng ta nói về tư duy chúng ta mà nghĩ bằng cái đầu chứ không phải nghĩ bằng bụng nghĩ bụng ưng cái bụng vừa lòng lòng lại là bụng rồi ừ. nghe nó sướng cái bụng ok khai mở cái đầu rồi suy bụng ta ra bụng người thôi chết rồi và vì vậy những cái chương trình của ABE Academy vốn dĩ là để phục vụ những cái bạn trong giới quản lý và doanh nhân ở cái tầng lớp mong muốn phát triển hiện thực sự phát triển và chúng tôi xã hội gọi là giới tinh hoa các bạn hãy đi cùng với cả chương trình của AB Academy và các chương trình đào tạo của AB Academy mà đến đấy thì giống như người ta nói đến nơi có Phật thật đến nơi có thầy thật là đến nơi hữu ích suốt đời và không bao giờ tốn tiền cả còn cái đến nơi giả chùa ma tăng mặt pháp bạn sẽ mất rất nhiều tiền và cái đầu tư quan trọng nhất với tư cách con người là đủ, đầu tư vào cái đầu đầu tư đầu tư vào cái đầu chứ không hẳn là về mặt tài chính đâu bạn ạ và cái khôn ngoan về đầu tư là từ đầu là từ đâu từ đầu theo nghĩa là the first từ đầu là from ahead từ đầu có nghĩa là gì brand của bạn xin cảm ơn À, cảm ơn quý vị đã lắng nghe à, số vừa rồi chắc hẳn là à, mọi người đã nắm được rất là nhiều cái, cái kiến thức từ thầy và để làm sao chúng ta có được những, những cái chất lượng tư duy nó tốt hơn trong cuộc sống hay ứng dụng vào trong công việc kinh doanh và làm thế nào để tư duy và tư duy như thế nào cho nó đúng đắn và cách thức hay là làm thế nào để để chúng ta có cái động lực để chúng ta phát triển bản thân phát triển cái trí tuệ cũng như là công việc kinh doanh của mình. Nếu các bạn có câu hỏi gì thì hãy để lại ở phía dưới comment ở phía dưới video. Chúng tôi sẽ gửi tới thầy Thịnh hoặc trong tương lai chúng tôi sẽ tổ chức có thêm chương những, chương những chương buổi chương uh, talk, dạ những buổi talk dạ. tiếp theo hay là những chương trình của AB Academy để chúng tôi chúng ta đào tạo. Thì sẽ giúp cho các bạn thêm những kiến thức như là nâng cao cái trí tuệ của bản thân và xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau xin cảm ơn